bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 24 giờ TV. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình nhé. Ngày hôm nay có thông tin gì nóng hổi mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nhé. Chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia vào ngày 7 tháng 6 tới, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ loại đi 7 cái tên và chốt danh sách 23 cầu thủ cho trận đấu mở màn này. Theo nhận định của bình luận viên Quang Huy, rất có thể Duy Mạnh sẽ không được đăng ký cho trận này. Duy Mạnh chưa đạt được phong độ tốt nhất sau chấn thương. Bình luận viên Quang Huy nhận định, Thanh Bình chính là cầu thủ trẻ nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam ở đợt tập trung lần này. Cầu thủ sinh năm 2000 có thể khiến huấn luyện viên Park yên tâm hơn nơi hàng thủ khi sở hữu khả năng đọc tình huống kèm những pha xoạc bóng có độ chính xác cao. Khi có tên trong danh sách sang UAE, Nguyễn Thanh Bình được kỳ vọng sẽ là phương án thế chỗ trong trường hợp Duy Mạnh hoặc Đình Trọng gặp chấn thương. Chờ xem con tính của thầy Park ở trận đấu với Indonesia. Trận đấu với Indonesia sẽ là bản lề trong việc quyết chiến cho ngôi đầu bảng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á của bảng G. Chắc chắn huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải cân nhắc tung ra đội hình vào sân để vừa có thể giành được chiến thắng mà vẫn giữ chân được cho các trụ cột cho hai trận then chốt với Malaysia và UAE. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA ngày hôm nay đã chính thức đưa ra phán quyết cho các bảng đấu sau khi tuyển Triều Tiên rút lui khỏi vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, kết quả các trận đấu giữa Triều Tiên và các đội còn lại tại bảng H đều bị hủy bỏ. Điều đó kéo theo sự xáo trộn không chỉ ở bảng đấu này mà còn ảnh hưởng tới các bảng đấu khác. Bởi việc bảng H chỉ còn 4 đội trong khi các bảng khác còn 5 đội, giờ đây khi xét tới 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng loại thứ 3, kết quả đối đầu giữa đội nhì bảng với đội đứng cuối sẽ bị hủy bỏ. Quay trở lại bảng G, với sự hiện diện của thầy chó luyện viên Park Hang-seo, phán quyết này của FIFA sẽ khiến cuộc đua đến ngôi đầu bảng càng trở nên nóng hơn. Đội tuyển Indonesia đang đứng cuối bảng G khi chưa giành được điểm số nào. Kể từ đầu vòng loại thứ 2 đến nay, đội bóng xứ Vạn Đảo là nhà cung cấp điểm số cho các đội bóng khác trong bảng. Vì thế họ đương nhiên cũng sẽ là mục tiêu kiếm điểm của cả Thái Lan, UAE và Việt Nam trong các trận đấu vào tháng 6 tới. Thế nhưng giờ đây với phán quyết nói trên, số điểm giành được trước Indonesia sẽ chỉ còn mang ý nghĩa trong cuộc đua đến ngôi đầu bảng mà thôi, mà không còn chút ý nghĩa nào đối với đội xếp thứ 2. Đối với đội tuyển Việt Nam, trận đấu đầu tiên của chúng ta sẽ là gặp đội tuyển Indonesia ngày 7 tháng 6 tới. Đương nhiên chúng ta vẫn cần giành trọn vẹn 3 điểm trước đội bóng xứ Vạn Đảo để duy trì vị trí số 1 trên bảng xếp hạng trước sự bám đuổi của Malaysia, Thái Lan, UAE. Thế nhưng không cần thiết phải là một chiến thắng đậm, chiến thắng bằng mọi giá. Bởi nếu tốn quá nhiều sức vào trận đấu này mà dẫn đến thiệt quân do chấn thương hoặc thẻ phạt trong các trận đấu quan trọng tiếp theo thì quả là không đáng. Những chiến binh sao vàng cần bảo toàn lực lượng để chuẩn bị cho hai trận đấu sống còn tiếp theo gặp Malaysia ngày 11 tháng 6 và UAE ngày 15 tháng 6. Đây sẽ là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự sẽ phải cân nhắc, tính toán trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, tung đội hình nào vào sân để vừa có thể giành được chiến thắng mà vẫn giữ chân được cho các trụ cột. Từ khi nhận lời làm thuyền trưởng các đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo luôn cho thấy là một nhà cầm quân giỏi bày binh bố trận và tính toán. Vì thế hãy cùng chờ xem con tính của thầy Park cho trận đấu với Indonesia để vẹn cả đôi đường. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 24 giờ TV. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày đến từ kênh Bóng Đá 24 giờ TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!